Hey, xin chào anh em nha. Giờ là khuya rồi, tôi còn 2 giờ. Đang đi ăn cơm tấm trên mé của quận 2 Hóc Môn, ở ngay chỗ Nguyễn Văn Quá với chỗ Nguyễn chỗ Nguyễn Cổ với lộ 22 có một chỗ bán cơm tấm. Anh em xe rất là hay ngồi ở đây. Chứ không thì quẹo vô trong chợ Hóc Môn để xem chỗ nào có thì ghé ra. Đang đi nhập nhập đó, chỗ này là chỗ ngã tư Trung Chánh rồi. Đang thấy méo quay lại, đang nước thịt khó bốc lên những gốc cây quay quạt. Đang ở dưới quốc lộ 2 bạn ơi. Đang đi ăn cơm. Đây là một dĩa sườn. Sườn mỡ. Đó chiên con. Dạ ok. Dĩa cơm hồi nãy là 43.000, chỗ đó bán tới 3-4 giờ sáng, anh em hay đi ghé đó ăn cơm. Chỗ đó dùng quốc lộ 2 Nguyễn Cổ dưới trong khu chợ Hóc Môn, mấy chỗ cơm tấm ăn ngon nhất của quả đây rồi.